Đệ tử chúng con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chịu gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời, hoa chiên đàn dạ la, hoa sen hoa vũ quý. Giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Ít giá trị hương này, hương dạ la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tọa thiên giới. Những ai có giới hạnh an trú không phóng dật, chánh trí chân giải thoát, ác ma không thấy đường. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần xanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí. Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu chánh tri kiến, thể nhập vào thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh, con xin đảnh lễ Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đoạn tận tham ái, bậc đoạn tận sợ hãi. Tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian, con xin đảnh lễ Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc vô thượng giải thoát. Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vị con quy ngưỡng. Con chân thành quy hướng đảnh lễ bậc vô thượng, đảnh lễ bậc chánh giác, con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài. Xin tôn kính tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức.
Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chủ nương tựa, lạnh thay Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ấy. Sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì. Vậy này đại chúng, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. Thưa vâng Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Niệm năm sự kiện cần phải quán sát. Kinh sự kiện cần phải quán sát. Kinh Tăng Chi Bộ tập 2. Có năm sự kiện này, này các tỳ kheo, cần phải thường xuyên quán sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là năm? Ta phải bị già, không thoát khỏi già. Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết. Tất cả pháp, khả ái, khả ý, đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, sẽ ta phải thừa tự nghiệp ấy. Đó là năm sự kiện cần phải thường xuyên quán sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Chúng con kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bài kinh Rừng Sim Sapa tương ưng bộ kinh tập 5. Một thời Thế Tôn ở tại Kosapi trong rừng Sim Sapa. Lúc bấy giờ Thế Tôn lấy tay nhặt một ít lá Sim Sapa rồi bảo các tỳ kheo: các ông nghĩ như thế nào? Này các tỳ kheo, cái gì là nhiều hơn một ít lá Sim Sapa mà ta nắm lấy trong tay, hay là lá trong rừng Sim Sapa? Bạch Thế Tôn, thật là quá ít, là một ít lá Sim Sapa mà Thế Tôn nắm lấy trong tay. Thật là quá nhiều, là lá trong rừng Sim Sapa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thật là quá nhiều, là những gì ta đã thắng tri mà không nói ra cho các ông. Thật là quá ít, là những gì ta đã nói ra. Nhưng tại sao, này các tỳ kheo, ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các tỳ kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản của phàm hạnh, không đưa đến yểm ly, ly tham, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta
ta đã không nói ra những điều ấy. Vậy này các tỳ kheo, điều gì ta đã nói? Đây là khổ, là điều ta nói. Đây là khổ tập, là điều ta nói. Đây là khổ diệt, là điều ta nói. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta nói. Nhưng tại sao, này các tỳ kheo, ta lại nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các tỳ kheo, những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản của phạm hạnh. Những điều ấy đưa đến yểm ly, ly tham, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta đã nói ra những điều ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập khởi. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ đoạn diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Chúng con kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Niệm sợi dây tái sanh. Bài kinh sợi dây tái sanh. Nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên, tôn giả Raha bạch Thế Tôn: Đoạn diệt sợi dây tái sanh, đoạn diệt sợi dây tái sanh. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là sợi dây tái sanh? Thế nào là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh? Này Đa Ha, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên chú, thiên chấp tùy miên gì, đối với sắc, như vậy gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh. Này Đa La, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên chú, tùy miên gì, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức, đó gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh. Chúng con kính lễ. Niệm giới định tuệ kinh học giới tăng chi bộ kinh tập 1. Này các tỳ kheo, có ba học giới này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Và này các tỳ kheo,
Thế nào là tăng thượng giới học? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học giới, học pháp. Này các tỳ kheo, đây gọi là tăng thượng giới học. Và này các tỳ kheo, thế nào là tăng thượng tâm học? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ, diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là tăng thượng tâm học. Và này các tỳ kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỳ kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. Những pháp này là ba học giới. Chúng con kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Niệm, chánh niệm tỉnh giác hai. Kinh Tôn giả Nanda, Tăng Chi Bộ Kinh tập 3. Ở đây, này các tỳ kheo, rõ biết khi các thọ khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt, rõ biết khi các thọ lên tưởng an trú, rõ biết khi các tưởng, rõ biết khi các tầm khởi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các là tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác. Con kính lễ Đức Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni. Bài kinh bận tương ưng bộ kinh tập 5. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại làng Beluva, trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa,
một cơn trọng bệnh đã khởi lên. Những cảm thọ gần như chết khốc liệt tiếp diễn. Ở đây, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, không có than vãn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, thật không tương xứng đối với ta nếu ta không báo cho các vị ủng hộ ta và từ giả chúng tỳ kheo mà nhập niết bàn. Vậy ta hãy tinh tấn nhiếp phục trọng bệnh này, lưu giữ mạng hành và sống. Rồi Thế Tôn với sức nhiếp phục cơn bệnh, lưu giữ mạng hành và sống. Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh. Thoát khỏi cơn bệnh không bao lâu, Ngài ra khỏi nhà bệnh, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, sau bóng im, sau lưng ngôi nhà. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn chịu đựng. Bạch Thế Tôn, thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy. Mắt con mờ mịt không thấy rõ phương hướng. Pháp không tỏ rõ cho con. Vì Thế Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Thế Tôn, con được chút an ủi nghĩ rằng Thế Tôn Ngài sẽ không diệt độ nếu Ngài không để lại lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Này Ananda, chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa ở nơi ta? Này Ananda, ta giảng pháp không có phân biệt trong ngoài. Vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là bậc đạo sư còn nắm tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Nhưng này Ananda, Như Lai không có nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Do vậy, này Ananda, Như Lai làm sao lại có lời di giáo cho chúng tỳ kheo? Này Ananda, ta nay đã già, là bậc trưởng lão, trưởng thượng, đã đạt đến đoạn cuối của cuộc đời, đã gần 80 tuổi. Này Ananda, cũng như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ những sợi dây thừng chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai vốn duy trì được sự sống là nhờ những sợi dây thừng chằng chịt này. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vào tâm tướng, vô tướng tâm định, khi ấy thân Như Lai thấy thoải mái. Vì này Ananda, hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, thế nào là tỳ kheo tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác? Ở đây, này Ananda, tỳ kheo trú sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các cảm thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.
Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác, những vị ấy là những vị tỳ kheo tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Chúng con kính lễ. Bài kinh Cội gốc của đau khổ, Tương ưng bộ kinh tập 3. Nhân duyên ở Savatthi, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về cội gốc của đau khổ. Và này các tỳ kheo, thế nào là đau khổ? Sắc, này các tỳ kheo, là đau khổ. Thọ là đau khổ, tưởng là đau khổ, các hành là đau khổ, thức là đau khổ. Đây này các tỳ kheo gọi là đau khổ. Này các tỳ kheo, thế nào là cội gốc của đau khổ? Chính khát ái này đưa đến tái sinh, tìm cầu hỷ lạc, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chúng con kính lễ. Niệm vô thường, kinh Ratthapala, trung bộ bài 82. Thân này là vô thường, đi đến hỏi diệt. Thân là vô hộ, vô chủ. Thân là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả. Thân là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái. Chúng con kính lễ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
bài kinh Sisu Bakala, kinh Tương Ưng Bồ tập 1. Tại Savati Tỳ Kheo Ni Sisu Bakala vào buổi sáng đắp y rồi ngồi xuống gốc cây để nghỉ 3 ngày. Rồi ác ma đi đến Tỳ Kheo Ni Sisu Bakala. Sau khi đến, nói với Tỳ Kheo Sisu Bakala: Này Tỳ Kheo Ni, nàng có thích thú tà giáo của ai không? Này hiền giả, ta không có thích thú tà giáo của ai cả. Vì ai nàng trọc đầu hiện tướng nữ sa môn? Nàng không thích tà giáo, vậy nàng tu cho ai? Này kẻ ngu muội kia, Sisu Bakala, những kẻ tin tà kiến thuộc ngoại đạo tà giáo, ta không thích pháp họ, ta không giỏi pháp họ. Có dòng họ Thích Ca đản sanh Phật Vô Tỷ, ngài chinh phục tất cả, ngài đại phá chúng ma tại mọi chỗ mọi nơi, không ai chiến thắng ngài. Ngài giải thoát hoàn toàn, không bị gì triền phược. Bậc pháp nhãn thấy khắp, tất cả nghiệp đoạn diệt, giải thoát diệt sanh y. Thế Tôn đạo sư ta, ta thích giáo pháp ngài. Rồi ác ma biết được Tỳ Kheo Ni Sisu Bakala đã biết ta, buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Chúng con kính lễ. Niệm thánh trí ngũ uẩn. Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái. Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái. Bát chánh đạo là phương pháp đúng đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Chúng con kính lễ Đức Phật Thích Sư Ca Mâu Ni. Tâm chánh niệm tỉnh giác, quán thân thật thâm sâu, chế ngự xấu xúc xứ, vị tỳ kheo an định, tự chứng tri niết bàn.
Đức Thế Tôn, bậc thiện thệ thế gian giải phục nguyện. Đệ tử chúng con nguyện từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Chúng con nguyện từ bỏ sân hận, sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Chúng con nguyện từ bỏ hôn trầm thủy miên, sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên. Chúng con nguyện từ bỏ trạo cử hối tiếc, sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Chúng con nguyện từ bỏ nghi ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lượng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh pháp, chúng con xin quy y chúng tăng, mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Kính mời đại chúng chúng ta chắp tay lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Này các tỳ kheo, đây là lời ta nhắn nhủ các ngươi. Các hành là vô thường, hãy tinh tấn lên để tự giải thoát. Không lâu, Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng, bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao. Từ biệt các ngươi ta đi một mình, tự mình làm sở y cho chính mình. Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật, nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm. Ai tinh tấn trong pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau.